Quân đội Israel bắn trọng thương 13 người trên đường biên giới giáp ranh với dãy Gaza. Thưa quý vị, lực lượng binh sĩ Israel đã vừa nổ súng bắn trọng thương 13 thiếu niên người Palestine đang đứng tụ tập ngay tại đường biên giới giáp ranh với dãy Gaza vào thứ Bảy 31 tháng 3, trong bối cảnh tình trạng căng thẳng đang ngày một leo thang trong khu vực liên quan tới phong trào biểu tình Land Day. Phát ngôn nhân quân đội Israel cho biết, vào ngày thứ Sáu 30 tháng 3, đã có ít nhất 15 người Palestine bị bắn thiệt mạng sau khi dùng vũ khí và gạch đá tấn công các nhân viên an ninh. Nhằm để đáp trả lại hành động của Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã tuyên bố thứ Bảy là ngày quốc tang, đồng thời kêu gọi người dân xuống đường chống Israel trên khắp khu vực Tây Ngạn bị chiếm đóng. Kể từ khi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump chính thức thừa nhận vùng thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel vào ngày 6 tháng 12 năm ngoái, căng thẳng đã dậy sóng trong khu vực Trung Đông. Chính quyền Palestine đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi Washington tuyên bố chuyển tòa đại sứ của họ từ thành phố Tel Aviv sang vùng thánh địa Jerusalem.